những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông báo ở ngày được tiếng phía tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Quý vị thân mến, chủ đề tình yêu, hôn nhân, gia đình luôn là đề tài được đông đảo cộng đồng quan tâm, bởi thực tế có rất nhiều câu chuyện ý nghĩa, cảm động chạm đến hàng triệu trái tim. Bên cạnh đó cũng có những câu chuyện hài hước giữa khóc giữa cười. Và hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện ý nghĩa trong chương mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng theo dõi. Lấy bừa chồng mù, cô gái xinh đẹp từ tay trắng thành bà chủ. Người ta vẫn nói tình yêu diệu kỳ mang đến sức mạnh ghê gớm lắm, chỉ cần một trái tim chân thành cũng đủ để vượt qua biết bao khó khăn bủa vây. Giữa cuộc đời chông gai, đâu đó vẫn xuất hiện những câu chuyện tình cảm động khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ. Câu chuyện tình đẹp của vợ chồng anh Đỗ Duy Thiết và chị Giang Thị Hoa, 36 tuổi, ở thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, khiến nhiều người phải cảm động. Do biến chứng của bệnh sởi, anh Thiết hỏng một mắt từ khi mới 2-3 tuổi. Mắt còn lại chỉ được nhìn mờ mờ. Gia đình nghèo khó không có tiền chữa trị, nên khi học hết cấp 2, anh Thiết nghỉ học, ở nhà phụ làm chổi chích, đỡ đần cha mẹ. Hiền lành chăm chỉ nên duyên phận đưa anh gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với chị Giang Thị Hoa ở làng bên. Thấy anh hiền lành, mẹ chị Hoa khuyên, nếu mình có tâm có đức, thương lấy người ta thì sẽ được đền đáp. Nghe mẹ nói vậy nên tôi siêu lòng, sau càng ngày tôi càng thấy yêu anh vì sự giàu nghị lực và biết lo cho vợ con của anh. Thế là chị bằng lòng về nhà với anh khi đang độ tuổi xuân thì đẹp nhất. Chị nghĩ vậy, cố gắng thì phúc có rồi có phần. Họ kết hôn khi cả hai mới 18 tuổi rồi có chung với nhau một đứa bé xinh xắn khấu khỉnh. Những tưởng cuộc sống sẽ như vậy mà êm đềm trôi qua thì tai nạn lại ập đến. Anh Thiết mất luôn thị lực của mắt còn lại khi bị viên ngói rơi xuống trong lúc đang lợp lại mái nhà. Mất sức lao động, anh Thiết đành phải ở nhà tập làm việc nội trợ và các công việc gia đình khác. Mặc dù hoang mang và hụt hẫng nhưng chị Hoa vẫn cố gắng động viên chồng, tránh việc anh nghĩ quẩn. Chị trở thành lao động chính trong nhà, ngày ngày đi chợ bán rau dưa, hoa quả để kiếm đồng ra đồng vào nuôi lớn gia đình. Dẫu nghèo khó, mái ấm nhỏ vẫn yêu thương che chở nhau cùng nhau vượt qua nghịch cảnh. Tình yêu của họ tiếp tục đơm hoa, kết trái khi hai đứa bé xinh xắn đáng yêu nữa ra đời. Chẳng được nhìn thấy mặt con, anh Thiết bàn với vợ, vay người quen hơn 30 triệu đồng để đi chữa mắt. Kết quả không khả quan, lại để gia đình rơi thêm vào cảnh túng quẫn. Anh Thiết đành nuốt nước mắt đồng ý để vợ đi xuất khẩu lao động kiếm tiền trả nợ. Gà trống nuôi con vất vả đã lành, anh Thiết còn là người mất hoàn toàn thị lực nên mọi chuyện khó khăn hơn gấp bội. Khi ấy đứa lớn nhất nhà anh chị mới 7 tuổi, đứa thứ hai hơn 2 tuổi và đứa thứ ba mới hơn 1 tuổi. Vắng nợ, một mình anh Thiết đầu bù tóc rối với chuyện chăm con từ những chuyện nhỏ nhất. Có hôm con ốm sốt, anh Thiết một mình thức trắng đêm mà không khỏi buồn rầu. Nhiều người hỏi tại sao anh lại để vợ đi xa như vậy. Anh nói rằng vì thương nên đành làm vậy, chị Hoa ở nhà vất vả, dậy từ 3 giờ sáng để đi chợ thăm chồng và ba đứa con, nhưng gia đình vẫn không thoát khỏi cảnh nợ nần. Không ít lời bàn tán nói anh Thiết không chừng mà mất vợ, vì chị xinh đẹp chăm chỉ, dễ có người mới ở nước ngoài rồi. Mấy năm vợ đi biển biệt, hai người cũng không tránh khỏi cảnh xa mặt cách lòng. Đôi khi anh Thiết giận tắt điện thoại liền 2 tháng không để vợ liên hệ. Tuy nhiên anh vẫn lo cho chị lắm, thỉnh thoảng bật máy lên gọi cho chị, anh chỉ nghe thấy tiếng vợ alo là lại tắt máy. Chị vẫn bình an, anh biết vậy nên cũng nhẹ lòng hơn. Mong muốn tìm kiếm một công việc giúp cho bản thân, đỡ chán nản lại phụ được vợ chăm con trong khoảng thời gian chị đi xuất khẩu lao động. Anh Thiết đi học nghề tẩm quất và mở phòng massage để có thêm thu nhập. Vốn tiếp thu nhanh, chỉ 10-15 ngày sau là anh Thiết đã có thu nhập từ nuôi gia đình. Dẫu mù lòa anh vẫn tự lần mò, hỏi hàng cánh xe ôm để tìm cách đi xe bus tới trung tâm dạy nghề cách nhà khoảng 30 km để học lấy chứng chỉ hành nghề. Sau 3 tháng, anh hoàn thành khóa học với chứng chỉ loại giỏi. Đầu năm 2017, anh Thiết bắt đầu thuê địa điểm và mở phòng massage ở thị trấn Trúc Sơn. Mỗi tháng anh kiếm được vài chục triệu đồng. Ngoài ra, anh còn dạy học miễn phí cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn giống mình. 4 người được anh dạy học thành nghề thì có 3 người khuyết tật giờ đã tự đi làm, 1 người khỏe mạnh còn lại được anh cưu mang. Sau khi hoàn thành hợp đồng xuất khẩu lao động và về nước, vợ anh được chồng khuyên ở nhà chăm con nội trợ, gánh nặng kinh tế anh tự hào lo hết. Nhớ lại những năm tháng khó khăn, chị Hoa không khỏi nghẹn ngào. Có những ngày đi chợ chăm chồng và con, chị nhìn từ sáng đến tối, ngất xỉu vì chẳng dám mua xôi dù chỉ là 5 ngàn. Chị chia sẻ, gia đình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nhưng ngồi xuống mâm cơm lúc nào cũng vui vẻ. Dù giận nhau, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ bỏ nhau, chỉ khổ cho các con thôi. Thương vợ trước đây khổ quá, chẳng có được một đám cưới tươm tất khi tuổi chưa tròn đôi mươi. Anh Thiết ngỏ ý thuyết phục vợ làm lại đám cưới trong lễ kết hôn tập thể do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức dành riêng cho những người khuyết tật.
Hạnh phúc dường như nhân đôi khi anh chị đón thêm tin vui, thiên thần nhỏ thứ năm lại tới như minh chứng tình yêu của anh chị qua bao khó khăn vất vả cùng nhau. Câu chuyện của anh Thiết và chị Hoa chính là động lực giúp bao cặp đôi cùng nhau cố gắng, vun vén và giữ gìn tình yêu trước những chông gai thử thách cuộc sống. Chị Hoa nói trong hạnh phúc ngập tràn: "Vợ chồng tôi tuy không giàu có nhưng luôn bằng lòng với mình. Dù có những lúc chồng gặp khó khăn, mất thu nhập nhưng anh ấy vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, mang lại cho tôi sự bình yên. Còn bạn, bạn có tin vào tình yêu đích thực và chân thành đưa ta vượt qua tất cả hay không?" Xin chúc mừng cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả.